Ok, hôm lên em. Tối nay thì chúng ta sẽ chơi một con game mới. Game này có tên là Solvent Syndicate. Đây, trang tem phép của con game. Game này sẽ ra mắt vào ngày 15 tháng 1 sắp tới. Hôm nay là ngày 12. Thì khoảng 3-4 ngày nữa game ra mắt. Ra mắt vào ngày thứ hai đầu tuần luôn. Giá game thì chưa biết nhưng mà cái lượt logo của con game này rất là cao. Tôi nhớ lúc trước hình như là có một bản demo rồi. Nhưng sau này dev đã gỡ xuống. Hiện tại anh em chỉ có thể chờ cái bản chính thức thôi. Trước mắt thì chúng ta lướt qua cái trailer game coi nó làm sao nè. Game này thì tôi cũng chỉ mới biết về một số cái thông tin của nó. Đọc qua và xem xét thôi, thấy cũng khá là ấn tượng. Về cái thể loại thì con game này chữ rất là nhiều chữ nha. Đó, anh em gần như là đọc một cuốn tiểu thuyết có thể tương tác được luôn. Bối cảnh nó là bối cảnh phong cách mà kiểu mà Steam World, Steam Fun là những cái máy hơi nước á. Đây, cái thời kỳ là Victoria ở Anh Quốc vào cái thế kỷ rất là cũ kỹ rồi. Chúng ta sống trong một cái thế giới mà quái vật cũng như con người chúng ta luôn. Đây, nhập vai vào chúng ta hình như là đang điều khiển cái nhân vật là Minotaur hay gì đó. Tôi nhớ mang máng cái lời giới thiệu nó là gì. Đây là mình có thể tương tác lựa chọn đưa ra những cái mà ảnh hưởng của mình bởi những cái chỉ số liên quan đến lá bài Tarot. Thậm chí có những cái khung hình kể chuyện giống như mà đọc một cái cuốn comic vậy đó. Cái trailer phút máy này chưa có gì nhiều. Đây, khám phá Anh Quốc thời đại Victoria. Game này âm nhạc cũng rất là chất lượng nha. Tuy nhiên nó không có lồng tiếng. Tiếng trong game này chữ rất là nhiều luôn nên nghĩ là lồng tiếng cũng rất là khó. Âm nhạc rất là chất lượng luôn nha. Chỉ có 1 phút thôi mà truyền tải có cái nhiều âm nhạc lên đến qua luôn. Đây, thậm chí có cả cái DLC phần sâu chắc và cái digital artbook này. Artbook này chỉ là nói về cái hình ảnh thôi. Hai cái DLC này nó không liên quan đến gameplay chúng ta. Mua thì chúng ta có thể biết thêm được nhiều thứ về con game này. Artbook là những cái bản phác thảo. Đây là 10 cái nhân vật trong trò chơi này. Là nhân vật Minotaur của chúng ta nè. Xuất hiện ở cái hình cover banner đây đó. Đây là phong cách kể chuyện như là comic luôn. Trang thứ 77 à. Trang thứ 38 tương tác với môi trường. Thậm chí làm cái này là như một cuốn tạp chí luôn nha. Rất là đầu tư á. Anh em mua về in màu ra cũng được. Cái này là một trong số nhân vật trong trò chơi. Thậm chí thiết kế rất là nhiều cái kiểu ghế mà máy móc Steam phân luôn nè. Một mắt nha. Đây là cách hướng dẫn này. Còn cái phần âm nhạc. Rất là nhiều bài hát, 25 bài. Lần đầu game ra mắt thì tôi nghiên cứu mua cái đống nhạc này về nghe cũng được. Rất là ấn tượng, nhất là cái phần sâu chắc hồi nãy trong cái đoạn trailer này nè. Nghe là thấy thú vị, hấp dẫn rồi. Mình thì sẽ tương tác với thế giới bằng những cái lá bài target và những viên xí ngầu mang tính may rủi. Gọi là xí ngầu nhưng mà thực ra trong game này nó liên quan đến chỉ số thôi. Giống như thế này nè. Ở đây 34% là cái nhiệm vụ này có độ khó là 28. Mình có 18 cái chỉ số quýt là chỉ số trí tuệ. Nên cần thêm 10 điểm nữa. Nên mình chỉ có thể là 34% thành công thôi. Nên đây giống là một con game tiểu thuyết tương tác nhưng mà anh em mới đọc thẻ bài. Ngoài ra thì cái yếu tố quan trọng là mình có thể lựa chọn cái con đường của nhân vật mình đi nè. Gần như là một cái thế giới mở luôn. Mình muốn đi đâu làm cái gì nhưng mà phải đầy đủ chỉ số thì mới mang lại được cái tính thành công của công việc đó. Open world nè, lựa chọn cái chiến phiêu lưu của bạn nè, cho Master là giờ cốt truyện nè. Game này chữ rất là nhiều nha. Anh em nào không hợp thể loại này thì chơi rất là khó đó. Thậm chí xem video cũng rất là buồn ngủ luôn. Đây, con game giống với thể loại này nhất là con game Disco Elysium. Game này thì bản trước đó thì nó đã được Steam Network nhắc tên rất là nhiều lần. Thậm chí đạt được rất là nhiều giải thưởng nữa. Trong khu mà cái lật Steam Network á. Game Network chứ.
Bây giờ thì có con game này với cơ chế tương tự thì vô chơi thử coi chúng ta hy vọng nó có được chất lượng không, đáng mong đợi không. Cảnh báo trước là game này rất là nhiều chữ nha, nên tôi có thể là dịch không hết được, chỉ thể tóm tắt một vài cho anh em vài cái ý chính thôi, rồi lướt qua cái gameplay coi nó làm sao. Nếu như anh em hợp thấy hay á thì chúng ta tiếp tục cái chuyến hành trình, nhưng mà đa số thì chắc anh em là không theo nổi game này đâu. Syndicate Option này chúng ta có cái luôn luôn chạy hiển thị cái thông báo lựa chọn đó. Tắt những cái lựa chọn là hiển thị những cái lựa chọn mà mình không được lựa chọn, tức là không đủ chỉ số hay là cái gì đó chẳng hạn. Chuột có phần cứng, ok. Deadline, ok. FPS 60. Audio nhỏ xuống chút. Điều khiển thì chúng ta có tab IC, J, T, M, F1, F5 rất là đơn giản luôn. T-Wit, mình có thể coi connect với cái hệ thống T-Wit này bằng một cái attention kia. Khi mà connect cái attention đó thì mình sẽ mở khóa cái tính năng của streamer. Những cái viewer bây giờ có thể là lựa chọn cái đồ hơi thổi. Tức là giống như anh em mà livestream á thì anh em bật cái cài cái này vô, thì lúc đó là mình đang chơi game, streamer chơi game á thì viewer có quyền lựa chọn những cái hướng đi của streamer, tức là chọn theo số đông của viewer á. Thường cái đó là toàn đi vào ngõ cụt thôi, tôi biết viewer là không ai tốt bụng hết, của không có ai tốt tính hết, hầu hết là muốn cho mà streamer ăn hành để còn trong new game. Đây, ticket ra đây, chương 1 Vegas lăn, cái đến đường Vegas mình sẽ theo chân cái mà Acetate Dalai này phiêu lưu vào cái phía đông London, nên ở cái một cái bến cảng để tìm về mẹ của anh ấy, cũng như là cái lý do sống mà anh ấy cần phải sửa chữa, tức là thanh niên này tuyệt vọng dữ lắm rồi. Ở đây là chúng ta có bốn dạng như là bốn cái chỉ số dành cho cái thanh niên này, bốn cái thuộc tính cơ bản. Cái đầu tiên là bản năng động vật của mình, cái thứ hai là chỉ số khéo léo, gọi là khéo léo chính xác hơn đó là lanh lợi á, giống như anh em có thể móc túi ở ngoài đường đồ chẳng hạn, đó là lợi khéo léo thì cũng được. Wit là chỉ số trí tuệ, còn cái này là tự trấn an bản thân, gọi là cái tính kỷ luật, gọi là nghiêm túc đi, kỷ luật. Mình có bốn cái lá này thêm bốn cái lá bài dưới này, và ở đây nó có thêm rất là nhiều chỉ số nè. Bản năng động vật thì bản năng động vật sẽ cộng 8, khéo léo thì cộng 5, trí tuệ thì cộng 2. Cái bản năng động vật này khiến mình trở nên là nóng nảy, hành động theo mà cái tính bạo lực nhiều hơn. Còn cái khéo léo này cho mình cái sự khéo léo trên đường phố, như là mở phá lén lút hay là đó, mở phá lén lút thôi, nói chung là đơn giản như vậy. Móc túi nữa chứ, đây là cái chỉ số khéo léo của mình, nó sẽ cho mình cái ngôi sao là Star đây, hòa lẫn với thiên nhiên một cách lén lút đó, đi trộm đồ ở thành phố London. Còn bên đây nó sẽ cho mình cái lá Charlotte, vì cái tính bạo lực của mình mà mình có thể mà mình có thể hoàn thành công việc của bản thân mà không cần động đậy bất cứ một cái ngón tay nào luôn, dạng như là ra lệnh quyền lực chỉ huy đó. Còn cái tính này là cái chỉ số trí tuệ của mình, trí tuệ này thì giúp mình phiêu lưu trên đường phố tốt hơn, giải quyết những cái vấn đề mà phức tạp của trong cái thành phố London này. Ok, đi tiếp đến trên cái đoạn con đường của mình luôn, một con đường thẳng tắp. Cái này là ảo giác, mình có thể tạo ra ma thuật khiến người khác nhìn thấy những thứ mà nó không có thật, đúng là ảo giác luôn, ảo ảnh. Chỉ số này trấn an bản thân, tức là giữ một cái đồ lạnh trong một cái thế giới đầy nóng nảy như thế này. Ok, tôi thì sẽ chơi trí tuệ đây. Con người luôn là chính bản thân họ vậy đó, hãy cho họ chiếc mặt nạ, họ sẽ nói cho bạn cái sự thật. Đây là một cái bóng đen lẩm bẩm gì đó xung quanh mình. Đây là cái đoạn văn miêu tả cái thành phố này thôi. Mình đang đối mặt với một cơn đau đầu, rất là đau đầu luôn, không có lý do tại sao mình ở đây lại nằm ở cái nơi này ở phía đông London. Sau nhiều cái ngày say xỉn thì mình gần như là sắp là chết rồi, thậm chí đến việc tự tử mình còn thất bại nữa. À, bây giờ vô game đó hả? Đây là một cái bà già, anh ấy đang hối thúc mình thức dậy, bà đó đang hối thúc gì? Bà đó đang ở trong đầu mình luôn phải không? Cút khỏi đầu tôi, bà già kia.
Một người đeo mặt nạ bí ẩn, kêu đúng cái tên mình luôn, Atticus Dalai. Cái chỉ số quýt đang nói chuyện với mình nè, tức là bây giờ mình đang tự nói chuyện với bản thân đó nha. Cái quýt là điểm trí tuệ của mình đang nói với bản thân, là thằng này nó giấu mặt sau cái mặt nạ rồi, còn cái này tính kỷ luật thôi. Cái giọng nói lạnh lùng như cái máy biến âm gì đó, thêm cái nặng nề như cái tiếng cửa sắt. Nói chung là dân này nó mô tả thằng này cũng xài cái biến đổi giọng nói luôn, thậm chí cái giọng nói của nó rất là trầm và nặng, gần như cái tiếng kẹo kẹt của cửa sắt như đó. Bây giờ thì trấn an bản thân gọi là tính kỷ luật, mình có lựa chọn những cái tính kỷ luật là thử nói chuyện với người này. Nói chuyện thất bại á, 88% mà thất bại hết ta. Mình được tập cộng một cái điểm xanh lá vậy nè. Mình thử nói chuyện với nó mà nói chuyện thất bại coi, chỉ kéo dài những hơi thở thôi. Rồi điểm khéo léo này thì lại đưa ra một cái lời khuyên khác cho mình. Bây giờ khá nhiều lời khuyên rồi đó nha. Anh em thấy mà vừa mới vô game chưa, mà chúng ta đã từng nói chuyện với bản thân gần như mấy chục vòng rồi đó. Thay vì trả lời anh ấy cho tôi là một cái viết chiếc quyền thiết, giống như một cái cao múc nước vậy đúng không, một cái hành động tử tế nhỏ thôi, mình sẽ lấy nó. Tôi hy vọng nó là một cái lông chó, nhưng là không, nó chỉ là một cái hơi nước cộng 10 điểm hy vọng. Không biết cái điểm này là cái gì. Tốt hơn hết thì cái điểm trấn an, cái điểm kỷ luật của mình nên thấp, nhấp một ngụm nước thôi. Còn cái điểm khéo léo thì tiếp tục mà nhìn về cái phía mặt nạ đó, lâm dôm với cái ánh đèn mình nhìn thấy rõ cái khuôn mặt nó lấy nhiều hơn, vẫn là cái khuôn mặt này mặt nạ đây. Bắt đầu đọc hồi nơi tâm tiếp, mình đang miêu tả thanh niên này mặc cái áo ghi lê gì đó, nói chung là bộ đồ rất là tinh xảo nha. Cái điểm trí tuệ thì lại nhìn thấy một cái gì đó nữa, quần áo trang sức hay cái thứ gì đó. À, cái này là cái sự tinh tế, có khả năng cái chỉ số tinh tế này là nó ảnh hưởng bởi cái quần áo trang sức hay là cái trang bị gì mình đó. Thì giống như sau này mình ăn diện lên, có tiền mua đồ mấy cái đồ đẹp đẽ ăn diện lên á, thì mình có thể đi được vô nhiều cái chỗ hơn chẳng hạn gì. Nó ghi màu vàng như thế này chắc là có ý nghĩa gì đó. Nếu ông đeo mặt nạ đồ nói chuyện với mình, là mình lại tự nói chuyện với bản thân còn nhiều hơn nói chuyện với người khác nữa nha. Tiếp tục đối mặt với cơn đau đầu thì anh là ai, anh muốn gì ở tôi, còn hai là tôi cần một chút để bình tĩnh thôi, cho tôi một chút khoảnh khắc. Cái ông này gặp mình như là tư cách nói là một người bạn cần cái dịch vụ của mình. Ai, anh đã bắt đầu cái mà tính kỷ luật của mình nó lại nói đưa ra những lời khuyên là không tin tưởng ông này đó. Chắc ăn là thế nào cũng có sự cố à. Bắt đầu hít một hơi thở lấy hơi. Được thôi, tôi sẽ đi chờ bạn thôi. Ồ, trong cái áo người để ống phát này có một cái khẩu súng mạ vàng á, một cái khẩu phiton ngắn, khẩu súng mạ vàng. Có khi là ông đó là cảnh sát này, là làm cái nghề đó thám tử rồi chẳng hạn. Ông đi rồi, bây giờ mình vẫn đang tự nói chuyện với bản thân nãy giờ thôi. Đúng là vẫn còn đang rất là mệt mỏi trong cái đêm nay thôi. Đây, tiếp tục cái này tăng 5 hy vọng cho mình. Mình vẫn hy vọng ở cái điều đó. Lại cái bà già nói chuyện trong đầu mình. Bảo viên mình đi qua cái cửa phá này để làm cái gì nè? Mình có thể khám phá thế giới có rất nhiều cái vật dụng mà hữu ích cho mình đó này. Luôn phía đông London thì có rất nhiều bí ẩn. Nhấn và giữ cái nút tab trên bàn phím để xem những cái ý ẩn, cái mà những cái highlight nó hiện lên. Nút tab trên bàn phím. À đây, 1 2 3 4 5 có 5 cái nè. Còn cái này nó có màu đỏ. Johnny. À, cái này là hai cái nhiệm vụ của mình. Cái người đàn ông đeo mặt nạ là nhặt một cái canh quất dạng như cái kiếm công hay gì đó. Đây, tôi cần phải tin tưởng cái canh quất. Còn cái này, cái giọng nói của cái bà già trong đầu mình là cái gì đó. Chữ này chữ G vậy? Chữ T là cái gì? Target. Mình có thể unlock những cái lá bài target này. Có khoảng 20 loại card mà mình có thể unlock.
Những cái lỗi card này chỉ có thể unlock bởi một số cái nhân vật nhất định. Thì theo như cái ảnh bìa cover á, tôi thấy có ba nhân vật, là một là cái ông người lùn, còn hai á, là Mino Target của mình đang điều khiển nãy giờ, còn ba là một em gái hình như là ca sĩ hay là cái gì đó, lúc mà cái trailer thứ hai là đứng hát và cái em gái đó, đó. Card này sẽ mở, card này sẽ được mở phá bởi những cái tính năng mà đặc biệt của cái chỉ số sợi chai này. Mỗi lần mở đó, thì mình có thể lựa chọn một số cái hội thoại yêu cầu để mở phá cái nó rồi luôn. Ok, nói chung là qua trò chuyện thì mình có thể mở phá được cái lá đá bài này. Nó là cách thứ nhất, còn cách thứ hai nữa là do cái chỉ số sợi chai của nhân vật đó, chỉ số tính cách. Bây giờ bấm vô cây kiếm này, đây vẫn là đang mô tả cây kiếm thôi. Cái điểm mà trí tuệ của mình đang nói là có một vài vết xước ở cái tay cầm của cây kiếm, có thể là nó qua trận chiến gì đó, giống xe đốt hơn quá à, nhìn cái vật phẩm mà nổi ra một đống ý tưởng trong đầu. Cái điểm kỷ luật của mình thì nên là một là lấy cây kiếm, còn hai để nó lại, chắc lấy đi, chơi game phải giữ mấy cái vật phẩm quan trọng này chứ. Chẳng vô ba lô cái gì nữa đó, đây nè. Bây giờ mỗi hành động của mình là điều suy nghĩ nha. Tờ báo, tờ báo tưởng tượng nó lên đôn đó, đây cái này là từng báo của lên đôn thôi. Cái bài báo này thì nói về một tên sát nhân hàng loạt đang săn tìm những cái em mà cà phê cao cấp. Rồi điểm trí tuệ mình thì tiếp tục nghiên cứu cái tờ báo thôi, còn hồi đầu bỏ nó xuống, đương nhiên đọc thêm mày. Ôi, cái giọng nói trong đầu mình đang rất là xung đột, khi mà cái điểm xung đột này đầy đủ nó xung đột với giọng nói khác thì nó sẽ mất cái thế cân bằng của cái mà tính cách của mình. Cái humor này dạng dịch ra là cái gì ta, thôi gọi là humor luôn đi. Càng ngày thì cái giọng nói nó sẽ càng ảnh hưởng đến mình nhiều hơn. Cái điểm trí tuệ mình bắt đầu mà đọc thêm tờ báo nữa. Cái bản năng động vật thì tốt nhất là nên bỏ qua đi, nó quá là rủi ro luôn. Còn cái điểm mà kỷ luật của mình thì nên quan tâm về cái việc này nhiều hơn. Ok, lúc mà mình quan tâm về cái việc này thì cái trí tuệ của mình đã nhắc về cái một người có thể liên quan đến trong cái bài báo này, là những em cao ve cao cấp đó, tên là Agina. Có khả năng là Agina đã là một trong số nạn nhân này rồi, tốt nhân hơn là mình nên kiểm tra cô ấy. Còn một lớp là sao ta, không biết mấy cái này nó là cái gì. Rồi ok, tiếp tục mà mình sẽ phải điều tra về tên cướp hay là bỏ lại cho cảnh sát giải quyết nó. Chơi game á, anh em chọn một là chắc ăn rồi, còn ngoài đời thì tốt nhất anh em chọn hai nha. Việc chuyên môn thì để những chuyên gia người ta làm, trong game thì mình sẽ chọn một, dù không phải là một đơn vị cảnh sát đặc biệt nhưng mình sẽ theo những việc này đến cùng. À đây, cái điểm này của mình, mỗi lần cái điểm này mình lựa chọn cái gì đó có giọng nói xung đột á, thì mình sẽ tăng được bốn cái chỉ số này. À, mỗi cái chỉ số ban đầu á, nó ảnh hưởng bởi chỉ số nhỏ này, bản năng động vật. Cái này chắc quan trọng á, nên chắc là đọc thử thôi chứ không có bỏ qua được. Bản năng động vật là những cái cảm xúc của mình nó được nương chiều và tồn tại mang tính là rất là lộn xộn thôi, mang tính nóng nảy là chính, ẩu đả đánh đấm gì đó, nghiện rượu đâu rất là nhiều luôn. Nói chung là cái này dạng như sống mà bất cần á, anh em giải quyết tất cả mọi thứ đều bằng bạo lực. Tác dụng của nó thì có cái mặt vàng này, cái này là sự nóng nảy táo bạo, bốc đồng theo bản năng, sự tức giận bồn chồn cơ bản. Thì không biết cái này nó có lợi không. Ở dưới cái đá bài trong cái bộ target của mình nó có tượng trưng là thanh kiếm, năng lượng trực giác tham vọng nhờ cái sự là hung dữ, mà nói chung mang tính bạo lực. Thì có thể là gặp một số vấn đề bạo lực á, thì cái chỉ số bản năng động vật này nó sẽ mang lại cho mình cái lợi thế, giống như là đánh nhau chẳng hạn. Tiếp theo là cái chỉ số này, trí tuệ. Trí tuệ thì do mình dựa vào trí óc để giải quyết cái vấn đề thôi. Có trí tuệ thì sẽ giải quyết được rất rất là nhiều những vấn đề mà xuất hiện trên cái bề mặt đó, thành phố London này, những cái phần nổi á. Điểm số trí tuệ là cái lắc bay này, cái mặt đen hả, cái này mặt vàng, còn cái này là mặt đen hả.
Mật đen thì sẽ khiến cho mình tạo ra một tính cách rất là u sầu ảo não, dẫn đến trầm tư nội tâm cực kỳ u ám, cách nhìn nhận cái cuộc sống cũng thay đổi. Ồ. Anh em thông minh quá, anh em suy nghĩ nhiều, và suy nghĩ nhiều lại toàn suy nghĩ những cái điều tiêu cực không à. Lúc đó thì hơi thon nha, tức là thông minh quá thì dễ bị lạc lối á. Cái bộ bài trong cái thẻ bài trong cái nhánh này là quan, tức là cái cây gậy phép trong Harry Potter rồi đó chẳng hạn. Cái này phụ thuộc vào khi lỗi trí tuệ làm nổi bật những trở ngại tiềm tàng, khiến tinh thần mưng mẫn nhưng mà lại là theo con đường rất là đen tối, không ổn cho lắm. Tức là càng thông minh thì lại càng đen tối nha, sống một cuộc đời cô đơn hiu quạnh. Tính kỷ luật này có nghĩa là xem như cái tính tự giác của bản thân, hạn chế những cái thói quen xấu của mình. Trong một cái thế giới đầy bạo lực như thế này thì cái đầu lạnh luôn luôn chiếm ưu thế nhiều hơn cũng được, vậy như là công an phải không, công an quân đội hay là sĩ quan quân đội gì đó. Blame là cái gì ta không biết, tính cách bình tĩnh là gì vậy, khiến cho mình giúp mình kiên nhẫn và hạn chế những cái cảm xúc bốc đồng. Một thế giới quan chậm chạp và cực kỳ tách biệt với cái thế giới bên ngoài, tức là thu mình khép kín lại á. Cái bộ này là cái cốc, cái ly tượng trưng cho sự dũng cảm và cái lòng nhân hậu của mình, gắn liền với hạnh phúc và sự thanh lọc, muốn phục vụ người khác đôi khi gây bất lợi cho bản thân và những người xung quanh. Tức là mình rất là nghiêm túc luôn nhưng mà cũng là tốt bụng nữa, có điều cái sự tốt bụng này có thể mang lại hậu quả. Còn cái này là điểm khéo léo, đây là chúng ta thông minh trên đường phố như là mở phá nè, móc túi đâu nè, lén lút đâu nè, và thậm chí là lừa đảo luôn đó. Oh. Cái này nó là chỉ số máu, hồi nãy là cộng một cái lết này nè, không biết nó là cái gì giờ biết rồi. Khơi dậy tính chất lạc quan và cái sức sống rất là nóng bỏng của mình. Ồ. Ai nhắn nghĩ vậy ta? Đợi tới tôi chết mà đi cột chứ. Sợ nó dính vô công việc hay là cái gì đó. Tiến lên đi, bây giờ máu à, sự vui vẻ, nói chung là vui vẻ ham mê nó sẽ tăng lên rất là nhiều cái chỉ số do cái cuộc đời lạc quan của mình. Sống cái kiểu này mà lạc quan hết á. Bộ bài chính của mình là cái đồng xu coin, đại diện cho những cái môi trường ở xung quanh mình như là sự giàu có nè, sức khỏe nè, sáng tạo nè, giờ cái đích đến của mục tiêu của mình. Nói chung là cái con này nó cũng khá là tốt đó. Còn cái xếp ghét này nghèo khổ vãi thiệt. Cái này hình như là cái gọi là cái gì ta, cái này là tính tự kỷ của bản thân á, cái là sự chống đối của bản thân lại cái mà những cái định kiến bên ngoài. Cái này giọng nói thì thầm trong đầu mình đưa ra những cái phán xét về cái mình, những cái hành động của mình làm, nếu như mình thất bại thì nhắc đi nhắc lại hoài luôn. Giống đực thì đương nhiên khá chắc thì tôi là giống đực này. Cái này là những cái chỉ số của mình, cái thuộc tính của mình là Minotaur là cái giống loài của mình có hai cái sừng á, chưa gì bị cắm sừng rồi đó. Vì cái cơ thể cái to lớn của mình mà nhiều người dân London á, sống ở London này có cái nhìn không mấy thiện cảm gây ra rắc rối cho mình. Pháp sư, mình có một vài cái thủ thuật nhỏ nó nằm trong cái tay áo, dạng như làm cái trò ảo lực hơn là múa phép nha. Dân đen, thường dân ở dân đen á. Dân đen thì đương nhiên là mình không có may mắn cái mấy rồi, không có được tiếp xúc với nhiều thứ mới, nghèo khổ nè, nợ một cái nhóm tiền của London về những cái trò chơi của mình trong cái băng phốc kép, là dạng như là đánh bài mà đổi qua cái tiền xu. Nói chung là nợ nần những cái băng Genter này thôi, từ chối bản thân nè, từ chối giải quyết những cái vấn đề mà mình phải đối mặt với nó. Nói chung là cái nhân vật của mình nó cùng cực phết đó chứ, 5 chỉ số này, 6 chỉ số này, trừ 2, trừ 3 cái đầu là mặc định của nhân vật này, 3 cái cuối là mô tả cái tình cảnh hiện tại của mình. Dân đen là nợ nần nè, từ chối bản thân đó nè. Bây giờ có cái chai ở đây,
cái dây khô thì trống rỗng chẳng có gì trong đó cả. Chỉ số may mắn phiên mình là nên giữ cái đầu lạnh đó. Cái bản năng động vật thì đương nhiên là muốn uống rượu rồi. Tính kỷ luật của mình thì để nó sau đi. Đương nhiên là bỏ rượu đi, uống rượu nhiều không có tốt. Bây giờ cái chỉ số trí tuệ muốn nhìn vào cái chai mình 88%. Cái trong bộ bài của mình thì có là bốn cái thể loại kẹt chính. Đây. Có bốn cái loại kẹt. Bây giờ con gì bay mắt. Mỗi cái bộ bài thì nó sẽ đánh số từ 1 đến 14, từ ai đến vua trong cái thế giới này. Mình sử dụng nó để mà sử dụng cho cái mấy cái skill check, điểm kiểm tra kỹ năng á. Nó giống như mấy cái chỉ số của mình vậy đó. Khi đầy đủ thì mình mới vượt qua được cái đó. Giống như lúc đầu hồi nãy tôi chọn con cái fail rồi đó. Đây, bốn cái là bốn cái nãy của mình đó, bốn màu sắc đó. Thành công 10 điểm. Độ khó là 20. Rồi ok, mình đã lấy được cái chai đó bỏ vào cái ba lô của mình. Cái ba lô có cái chai. Cái chai này sẽ tăng 5 chỉ số hạnh phúc hả? Nhưng mà hồi nãy mình nói mà kiên cụ mà. Ở trên này có cái vỏ gì nữa nè. Hồi nãy bà đó phiên mình đi vô đây nha. Không có quay qua quay lại được. Cái nó phá chết cái góc camera ở đây. Có cái gì ở đây nào phải không? Đây là một cái vỏ sách thôi. Mô tả cái vỏ này. Sao mình nên nhìn vào cái vỏ này, nó có gì quan trọng không? Bản năng động vật của mình thì đã ngửi thấy cái mùi cá ở đây. Tự nhiên là mấy cơ giải cái tính tò mò sao bỏ lại được. 69% mình nên mở nó ra không? Tính kỷ luật của mình. Thất bại. Ồ. Thất bại nó lại ra cái gì nữa nè. Mình đã thất bại trong việc mở cái này. Mình mất 10 điểm hạnh phúc nhưng mà tăng được một cái điểm xanh lá này. Mình xuyên vào cái vỏ thì chả được. Ồ, cái chỉ số hy vọng của mình thì nó sẽ quyết định năm cái hình thái cảm xúc này, từ thấp đến cao nè, từ nô no hấp luôn, từ tuyệt vọng cho tới cực kỳ hạnh phúc luôn. Mà những cái lựa chọn của nhân vật mình thì có thể thay đổi cái này, do những cái lựa chọn của mình nó sẽ ảnh hưởng chỉ số cảm xúc hạnh phúc, với nó sẽ thay đổi luôn cái này. Một vài cái đoạn hồi thoại chỉ xuất hiện khi mà đúng cái trạng thái này thôi. Tức là anh em quá tuyệt vọng thì anh em đâu thể mà chào hỏi người ta, làm quen người mới được. Còn anh em quá vui vẻ thì gặp mấy người tuyệt vọng nó lại ngược lại. Có thể ảnh hưởng đến game như vậy. Mở cái hộp cá ra mở không được mà mất 10 điểm hy vọng thiệt. Chưa gì cho nên là tôi thấy là cái nhân phẩm tôi nó đang đó, nãy giờ 80% mà nó xịt liên tục, em thấy chưa? Mình vẫn không biết trong cái vỏ này có cái gì, chỉ nghe cái mùi hôi thối bốc lên từ nó thôi. Bây giờ thử cái cửa này. Cái cửa bị phá bởi một cái bản lề đã bị oxy hóa. Thì bây giờ công việc nhỏ thôi, cái khéo léo của mình thì mình nên là mở khóa nó ra. Còn cái bản năng động vật thì nên đập cửa luôn. Còn cái này để sau. Đương nhiên đập cửa rồi. Thành công. Đây, mình đã đập cửa. Mình đang trốn khỏi cái con người lạ đó hay gì đó. Miêu tả cái đường cống ngầm này. Được lát đá thì ở dưới bên đó đậm đà cái hơi nước. Sau bên dưới đó thì có một ánh sáng leo lối gì đó. Thả cái đường cống ngầm thôi. Mình sợ người lạ nãy nên mình mới trốn xuống cái cống này. Lại cái bà già nói chuyện với mình đó. Có một thằng lính canh nó nằm đây đó, nó la liệt vậy đó. Cái nhiệm vụ của bà mặt nạ đã lên sao mà nhiều dữ nữa. Green collect. Đi mà tìm mấy cái vụ green hay gì. Cái này là bốn cái quét chính của mình. Bây giờ nhấn tab lên, cái này đường đi lên thôi. Còn cái này cái hộp gỗ. Có một cái hộp gỗ ở đây. Bên trong nó là cái gì đó. Bản năng động vật của mình thì nên đập nó ra luôn, 67%. Cái may mắn của mình thì hy vọng vào trong này có một số là thiết. Thiết này để làm cái gì ta?
Đập đi. Rồi đập thành công. Tăng được một cái điểm màu vàng. Đây nè. Thu nhập được một số cái gũ ghim đó. Hồi nãy mình có cái quét là lấy cái gũ ghim đó. Đây nè. Vậy ra còn cái gì nữa không? Game này nó chói quá. Giảm độ sáng lại tới. Có một cái ngọn đuốc ở trên đầu, một cuộn dây đồng, một cái quần ống túm. Đây là đồng phục của cái Sanhot này. Sanhot là cái gì ta? Sanhot là những cái công nhân làm việc ở dưới cái ống ngầm này. Đây là cái bộ đồng phục công nhân. Chắc chắn cái thằng đang nằm dưới này nè. Thử nó đi. Cái bộ đồng phục này nó hơi chật đối với mình nên gán nhét nó vào thôi. Thất bại. Phải thiệt. Mặc bộ đồ mà không xong đó. Cái bộ đồng phục gách được thêm vào ba lô của mình này. Cái nhiệm vụ đã được cập nhật rồi. Sửa cái bộ đồng phục này. Nhưng mà sửa như thế nào? Tính kỷ luật. Tôi là không mê cái động vật lắm. Nhưng mà nó cho thì cứ lấy. Để tiếp tục tự trấn an bản thân thôi. Anh em thấy mở một cái hộp không ra mà nó tự nói với bản thân nãy giờ mấy chục dòng như thế này đó. Giống như một cái luồng suy nghĩ của người của chúng ta vậy đó. Rồi nó kêu mà sửa cái bộ đồ này sao? Đu gô led ở cái đèn lồng đỏ này, cô ấy là làm việc ở cái hiệu mà làm tóc gì đó. Chắc chắc cô ấy biết cách là sửa cái đồng phục. Nhưng mà cái đồng phục này có quan trọng gì không? Một cái lỗ hốt hơi. Có ai đó có thể nấp dưới này. Bản năng động vật của mình là muốn lục nó lên, nhưng mà 14% thì không có khả năng đâu. Tốt nhất là nên để nó đi. Tìm cách mở nó sau. Kiếm một cái công cụ để mở nó. Tìm một cái tool để mở nó. Ok. Này có cái gear và co gì nè. Nhặt gear vô. Ok. Bên này có cái dây thừng. Mình có thể dùng cái dây đằng này để mở cái hố lên. Ok. Cái kệ này có khả năng hy vọng sụp đổ đó. Quốc luôn. Sợ gì? Đâu có đổ đâu. Bên này là những cái thùng. Những cái thùng bị bở những cống ngầm. Bản năng động vật của mình là muốn đập nó ra luôn. Đập đi. Thành công. Thành công tiếp. Ok. Ngon. Bây giờ mình loot có cái gì giống không? Có thêm một cái mặt nạ nữa hả? Dưới này thì cống ngầm này rất là độc hại luôn. Có cái mặt nạ thì tốt. Đi tiếp thôi. Cái phai ba này được thêm vô cái mà trang bị của mình. Phai ba là cái giống như cây cao ba chứ. Cao ba là cái cây giống hép tay anh em cầm đi đập đập mấy cái thùng á. Là nó đó. Thì chắc mình là bây giờ mở được cái lỗ này đó. Bản năng động vật 12%. Tôi sẽ dùng cái công cụ để mở nó. Ok. Đây. Mình có thể sử dụng cái phai ba nè. Thành công. Cái điểm khéo léo của mình đã khen ngợi đó. Cái hố này là cái gì đó? Có một cái chốt ở bên dưới cái hố ga đó. Mình cũng chưa làm cái gì được. Cái đồng á. À. Cái thời này ở cái thời mà Victoria á, người ta dùng thiết.
để làm cái đơn vị tiền tệ luôn, nên mình lụm nơ thiết là như mình có tiền nhá. Dòm ở dưới coi có cái gì, dòm đấy chứ nắm hy vọng ở dưới có một vài cái con chuột thiệt thất bại nữa, sáu mấy phần trăm sao đen vậy ta. Mình thò tay xuống dưới nè, tính lấy một tí thiết, nhưng mà có con chuột trừ năm hy vọng nữa. Trời ơi, con chuột nó cắn mình chảy máu, khốn nạn. Đây là cái chỉ số nhân vật của mình nè, còn có 25 điểm à, đang rất là đen tối rồi. Trời ơi, thanh niên gì đen như hổi vậy. Có ai đó ở dưới cầu thang đang đi lên hả? Đang phân tích nó thôi. Cái anh niên này, cái thằng ở dưới đi lên đang là thường tra thôi, nên nó sẽ không tốt lành gì với cái kẻ đột nhập như mình. Một là mình nắp, còn hai đó mình đấm nó luôn. Tốt nhất là nên nắp đi. Rồi không có được rồi, không có chỗ nắp, nên mình sẽ buộc phải đấu với nó thôi. Mình ấy thì sặc mùi cái mùi ống cống ngầm luôn. Vậy là anh này cũng là một cái thằng công nhân làm dưới cống này thôi. Tốt nhất nên gọi cái thằng niên này là chở thợ săn rồi hơn. Nó chửi mình là con bò hả? À, đầu bò mới đâu tao kết, đầu bò phải ngồi. Không, nói dối thôi. Chứ mà mình nói mình sợ nó có khi là nó cũng hành mình luôn á. Trong cái thế giới khắc nghiệt này phải mạnh mẽ lên. Sao mình dám? Mình đang nói dối nó là mình là công nhân ở dưới cái cống ngầm này, đang làm việc ở đây. Nó vẫn không tin mình. Đương nhiên rồi, sao mà tin được. Nó hỏi mình tại sao mình lại thực sự ở dưới này để làm cái gì. À, cái thằng người lạ đeo mặt nạ cho nó là kẻ săn đồ người, dạng như săn tiền thưởng á. Nó đang bắt mình về để nhận tiền thưởng. Hồi nãy là nó đứng ở trên, nó nói chuyện với mình đó, cái thằng đầu tiên xuất hiện đó, nên bây giờ mình trốn nó, mình tránh nó, mình mới chui xuống cống ngầm này mình trốn nó nè. Nhưng mà cũng chiến với nó luôn. Thằng này nó bắt đầu nó gán mình rồi, bản năng động vật của mình đang là lên tiếng rất là nhiều luôn, mình muốn bêm nó đó. Tốt nhất mình trả lời nó tử tế thì nó buông xuôi với mình tí cũng được. Lép hay sao, sợ hay sao. Ok, nó cũng đéo quan tâm mình cho đến cái việc này luôn. À, đây có gì không, quên đó. Không, à, chỉ có một cái thùng cái ống hơi nước bị hỏng thôi. Đây có một vài thiết ở bên trong là tiền của mình đó, 88% là dùng cái cây gao 3 mở, chứ hai chỉ số mình thấp quá. Hồi nãy đây được cây gao 3 là cũng may mắn, được thêm hai độc nữa là vào cái kho đồ của mình, thêm bốn cái xì gà đó thêm vào cái kho đồ của mình. Ngon, cái xì gà này à, xì gà trừ 5 điểm hạnh phúc nhưng mà gộc một cái điểm mà trí tuệ, và lách này là bên trí tuệ. À, cái gao 3 nè, nó giống như cây bà bông á. Mình cái gì, automatic thợ rèn á, cái con thợ rèn tự động á. Tôi là một pháp sư nổi tiếng nhưng sống ở dưới hang động thì ngươi sẽ chưa bao giờ nghe thấy tên ta. Mình đang chém gió với một con robot thợ rèn tự động, tôi rất là thích ma thuật. Tôi ghi tưởng tượng mình là một cái lính cứu hỏa luôn, tôi tên là Heiga. Cái Heiga này, những ký tự Heiga này có nghĩa là gì? Hỏi về ngọn lửa hay là hỏi về cái cụm từ Heiga này? Heat energy qua tôi tích. Trời ơi, nó là cái gì, cái dạng gì, công nghệ nhiệt tự động gì đó. Hỏi về ngọn lửa, nó tự đặt tên cho nó là Heiga luôn á. Cái hệ thống này nó sẽ cung cấp nhiệt cho mà
cái chung cư tên là Suitec này ở tầng trên đó. Nó sẽ giữ ấm là nguyên cái hệ thống thôi. Hồi xưa bên Anh Quốc á thì trời mưa rất là nhiều luôn, nên sương mù, khí hậu nó cũng lạnh nữa, nhất là mùa đông nó rất là lạnh luôn. Nên trong mấy cái tòa nhà ở trong chung cư á, có một cái hệ thống sưởi hết, là đây là cái nguồn gốc của hệ thống sưởi nữa nè. Nó sẽ đi qua mấy cái hệ bây giờ mình xài ga, còn hồi xưa nó xài khí này nè, thì nó sẽ đi khắp len lỏi bức tường qua cái ống á, thì vô sưởi ấm cho mấy cái phòng bên đó. Bên mình thì lắp máy điều hòa, còn bên bển lắp cái lò sưởi hoặc là điều hòa hai loại, điều hòa hai chiều á, vừa làm nóng vừa làm lạnh được á. Cái loại đó mắc tiền lắm, nên hồi xưa người ta dùng là dùng máy sưởi như thế này. Rồi hỏi về những cái thùng bên đó ấy. Cái thùng đó thì chứa đầy những cái gỗ ghim thôi, bọn chó săn thì lấy nó trộm nó sau đó bảo quản nó hả. Mình sẽ muốn thêm một tí gỗ ghim thôi, có thể lấy nó ở đâu để tốt nhất là làm ấm cho mình đang ngủ cái con gobo đi uống củ hả, này nó chỉ làm việc thôi. Hỏi thêm tí thông tin, thậm chí có thể hỏi luôn cái đường ra cũng được. Ủa con này nó không tin mình á? À không, cái vụ này đã rất là lâu rồi, một số thì còn tươi, một số đã hết hạn sử dụng rồi, do những cái thằng cháu chở rồi đó anh em ơi. Sao cái con robot này lại thông minh dữ vậy đó? Chó săn, mấy thằng chó săn là dạng như là mấy thằng bới móc là chuyên đi trộm đồ á, nó đã trộm cái hệ thống hơi nước nữa này à, khiến cái cỗ máy này nó chạy hơi quá đà tí. Đây, mình có thể tìm đâu ra cái thùng để về tháng để mình lấy mấy gụ ghim trong đó. Còn cái dưới là mình muốn cái lối ra thôi. Đương nhiên là hỏi gì gụ ghim này, hỏi ra làm cái gì. Bên cạnh ở phía sau cái lò rèn á, là cái nãy à, hồi nãy lấy rồi mà. Hay là còn ở đâu nữa? Đâu có đi vô được ở đâu, nên chắc là cái này hồi nãy mình lấy rồi á. Cái thợ rèn đang cháy, bắt đầu mô tả cái ngọn lửa nó thôi. Thằng khéo léo rồi nói gì nữa, than khen ba cái than đá. Mình tiếp tục nhìn, nhìn vô ngọn lửa hoài luôn. Tôi sợ là nhìn vô nhiều quá thì tí nữa mình lại chết nó, hoặc là mù luôn á. Nhìn nữa hả? Trời, nhìn lửa mà ngẫm ra ba cái văn thơ như thế này. Phải tiếp tục nhìn, nhìn tiếp. Ôi vãi, bản năng động vật của mình lại kêu nhìn nó đi. Thỉnh thoảng có thể nghe được một số cái giọng nói từ những cái vật thể không xác định như thế này. Nhìn tiếp. Biết ngay mà, lũ đạn nó chừng 5 điểm hy vọng. Điểm hy vọng là về không thì mình có tự tử không ta? Nó sẽ nhìn vô lửa. Ông nội nhìn chứ gì? Muốn làm bồ bít tết hả? Làm bò không muốn, muốn hành bò với bây giờ mô tả trong cái đường cống ngầm như thế này thôi, một đoạn văn mô tả rất là dài luôn. Đây, vô được cái đường cống ngầm rồi, bấm tab lên này. Có một cái gì đó chặn ở phía trước, những cái mảnh vỡ, những khối đá chặn cái đường đi này. Bắt đầu mình không thể nào thoát được cái khối này, chọn cái này rồi tôi sợ nó trừ cái điểm mà hy vọng của mình đó. Chọn cái dưới đi. Bây giờ mà chọn tầm bậy tầm bạ, than than tí là nó cho mình bay màu luôn. Bên kia có thằng gì đang đi rồi. Trong này không vô được, không có đường. Thằng này dạng như lính gác như pha John Man. Nó đi tới đây, nó đứng lại là khoảng 3 giây, xong nó đi ngược cái cầu thang này. Nó sẽ đi qua đây.
Nó đứng ở đây khoảng 3 giây. Mình trốn vào đây. Có cái thùng gì ở đây nè. Ở dưới đó thì đang có, à dưới đây có một cái người gì đang cãi lo cãi nhau nè. Mình có thể nghe nó từ đây luôn. Đương nhiên rồi. Tiến lên để nghe. Là đang cãi nhau với bà nào đó. Cái bà này đang nói là thanh niên này sẽ bóc lột bả cho đến khi bả chết luôn. Móc túi bả thôi. Một cô gái hả? À, cái này là em gái của mấy bà nha. Tôi nhìn cái góc này tôi đâu biết được đâu. Cái thằng này dạng như bảo kê á. Muốn là tối ngày đi săn bà này lấy tiền, săn em này lấy tiền. Đây nào, nhìn cũng trẻ hết đó chứ. Cái này là điếu thuốc hay cây kẹo gì? Nãy nhìn sao ra bà già không biết nữa. Em này thì không muốn trở thành một cái kẻ trộm nữa, nên không muốn rút lui khỏi cái việc này. Bây giờ mình nói theo coi. Chưa biết là nên bản năng động vật của mình thì phiên là bèm nó đi. Bây giờ mình để nó tiếp tục như vậy hay là tiếp tục can thiệp nhanh chóng thôi. Còn cái bản năng của mình thì có cái mà tính kỷ luật của mình thì đáng lén đi xuống. Còn cái này là bỏ luôn. Đương nhiên là lén lén đi xuống can thiệp thôi. Thấy gái xinh là trong mấy con game anh em bắt buộc phải làm cái điều đó. Rồi chạy xuống. Nó quay mặt đi rồi. Dọt qua luôn. Mình mà manh động nữa thì thằng này có thể nhìn thấy mình. Có cánh cửa ngay phía trên kia, cửa này à. Ngay phía bên kia để mình có thể thoát khỏi đây. Sớm muộn gì cũng phải gặp thằng này thôi, nên cứ bêm nó luôn. Ok, mặt đối mặt với nó. Coi nó ăn hiếp con gái này, tại sao nó lại làm như vậy? Tốt nhất mình nên sẵn sàng cho cái cuộc chiến này. Còn tính kỷ luật á, thì mình nên chờ đợi đúng cái khoảnh khắc đó. Từ từ thôi đừng có gấp. Cái mà kỷ luật của mình lên level 16 nè. Coi thế nó nói cái gì. Nói về cái tiền tiếp. Vậy như em này trả tiền bảo kê mà thằng này nó lại lạm dụng quá mất đó. Nó còn bóc lột em này nữa. Em này thì đang muốn rời khỏi cái London này. Thằng này thì nó dọa. Mày chỉ được rời khỏi đây khi mà cái London này nó sụp đổ thôi. Hoặc là nó trôi xuống mà cái Thanet. Thanet là một cái dòng sông Thamet. Dòng sông ở phía Bắc. Cô ấy liếc mắt nhìn mình. Kiểu như đưa ra một cái tín hiệu. Tức là em này thấy mình gọi là đúng đứng chung hướng mà. Có thằng này chưa thấy thôi. Mình nên dùng bản năng động vật đập nó luôn hay là nói lý với nó. 47% tôi nghĩ đập không được đâu. Nhưng mà đập không được mình vẫn có cơ hội. Thành công. Ngon. Này thì ăn hiếp gái hả? Trời 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 Hồi nãy mà mình không lấy cái cây ba tông này á. Là thế nào cũng có vấn đề nữa. Cái điểm khéo léo của mình đang khen ngợi về cái kỹ năng của mình hồi xưa tới giờ vẫn còn đầy đủ. Còn cái điểm mà kỷ luật của mình thì lo sợ cái vụ này thành một cái án giết người luôn. Còn cái bản năng động vật của mình thì vẫn đang đấm nó thôi. Tốt nhất là thịt nó luôn hay là tha cho nó. Tha thôi. Tốt nhất là đừng có làm bậy. Mình là mới nợ tiền mấy thằng gangster ở do cái đánh bạc mà. Còn bây giờ không muốn trở thành kẻ sát nhân đâu. Mày được tự do rồi đây. Đừng bao giờ đụng vào những cái đứa trẻ nghèo đáng thương này nữa. Nghe chưa mày? Tôi sẽ không bao giờ chạm một ngón tay vào cô ấy nữa. Tôi thề. Cảm ơn. Xưa của tôi. Cái này ông sâu bon này là dạng như một bác sĩ ở thế giới ngầm á. Nên gặp ông ấy để chữa trị đồ thôi. Em này tên là cái gì đó? Đây, hoàn thành rồi. Cứu những giúp đỡ những cái đứa trẻ này xong được một cái quét. Quét này giống quét phụ thôi. Hồi nãy tôi không thấy nó. Thấy chuyện bất bình thì ra ai tương trợ với em ơi.
Đây cộng 5 điểm hy vọng vào cuộc sống khi làm điều tốt đó hả? Ok. Cảm ơn đã giữ bí đỡ của bạn, gọi tên là Annika Johansson. Tên này giống cái tên là người Nga quá ha. Giống hình là người Nga luôn á. Tôi tên là Artemis Delay. Cái hành động ngu ngốc này phải không? Em này thì tham gia một cái rạp xiếc, sau đó đi lưu diễn khắp mọi cái châu Âu này luôn. Em này làm tham gia trong cái một cái rạp xiếc thôi, dạng như là người cái gì đó, nghệ sĩ múa xiếc biểu diễn á, đang muốn tham gia một cái đoàn mà đi lưu diễn khắp chính châu Âu này để rời khỏi cái số mà Anh Quốc này, London này. Làm mấy nước đó. Trong game nó nặng quá rồi, anh em đợi tí, tôi lóc FPS rồi đó. Lóc 60 mà ta. Rồi sao nó chạy có 40 FPS đã? Game này không lẽ nặng như vậy? Hay là cái gì chạy ngầm? Anh em đợi tí tôi kiểm tra đó. Cái deep cọt cũng không phải nè. Do game nó nặng thôi, chắc là do cái cấu hình hay là lỗi gì đó. Mình sẽ hỏi chuyện về London là như thế nào. Em này không có gì vương vấn những cái chỗ này cả. Kỹ năng của bạn ra sao? Ném dao. Trời ơi, em này là biểu diễn cái trò ném dao ở trong cái rạp xiếc trung ương. Quay bánh xe, cái trò mà anh em gắn cái người đứng mà bắt chéo hai tay lên cái bánh xe, xong rồi quay qua quay một vòng, rồi em này đeo cái khăn bịt mắt vô là phóng mấy cái dao vô kế bên hai cái đầu hai cái tay. Hồi xưa là biểu diễn xiếc cái kiểu đó đó, rất là mạo hiểm luôn nha, sơ sẩy cái là trong mạng rồi, nên là mấy trò ném dao này rất là độc đáo đó. Bánh xe và cái nơi quay cùng có bánh xe ảnh hưởng đến cuộc sống của đời mình, không muốn dính dáng nữa nữa, nghe thì nguy hiểm phết. Tôi đã luyện tập với cái Bearman cho đến khi anh ấy biến mất hả? Bây giờ thì nên tìm anh ấy hoặc là bỏ đi khỏi cái thành phố này. Chắc là chọn cái điểm này thôi. Mình đang mà kể về quá khứ của mình, tôi rất là yêu thích mấy cái rạp xiếc hồi còn nhỏ. Thậm chí đã từng trốn ra phía sau để gặp những cái con động vật đó này. Đây tăng một điểm. Em này thì không thích nó đâu, chỉ làm việc với nó thôi. Do thực ra là, nhưng mà cái cách tốt nhất bây giờ thì lợi dụng cái gặp xiếc này để rời khỏi cái nơi này. Đúng là cuộc đời một người muốn đến kẻ muốn đi, thậm chí mình cũng đang chạy trốn đó mà. Trời ơi, giọng cô rất là buồn, như mưa lớn trên mặt biển, như ẩm ướt ở trong sương. Khen xìm gái gì vậy ông là bò đỏ đó. Bây giờ em này muốn nhờ mình giúp một cái việc nữa, nó là về Bi Trâm, bé Trâm mà. Nếu anh ấy còn sống thì tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi mà rời khỏi cái gặp xiếc, cùng rời khỏi đây cùng với cái gặp xiếc này. Bé Trâm là bạn thân của cô à, một người bạn tốt nhất thành phố này. Nếu anh ấy còn sống thì tôi muốn lấy lời tạm biệt, rồi 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 sao lặp lại câu cái gì. Cái câu này mình đưa ra dạng như một cái lời khuyên đó, làm thì làm cho chót, dịch ra tiếng Việt thì nó nghĩa na ná như vậy đó. Ok, cái lời khuyên này tốt nhất là nên dành cho chính mình đó. Ok luôn, giúp đỡ cô gái đây. Lại trừ 5 điểm hy vọng, không muốn giúp đỡ một cái người cơ cực như thế này á. Rồi, từ từ rồi giúp. Ủa? Hồi nãy tên là bé Trâm mà ta. Chắc cái tên này là cái kiểu gọi thân mật hơn đó. Anh ấy đã mất tích cùng với một cái cô em gái của mình là Julia. Julia. Đương nhiên là giúp thôi.
những đứa trẻ mà cái Oban này dạng như mồ côi á, nên sống ở diện mồ côi, cái sự mất tích của những đứa trẻ mồ côi. Mình dẫn cái quét này rồi, em nó cho mình là hai cái đồng xu này luôn, có cộng 5 điểm hy vọng bù lại đó đó. Tưởng tượng như mình là một thám tử gì đó, bia bé Trâm giờ tôi nó từng rơi xuống sống ở dưới này thôi, nhưng mà bây giờ nó cái máy bơm nước nó không hoạt động nữa nên mặt nước nó quá cao. Bây giờ mình cho em nó một cái cạc bi xích để có gì liên hệ nữa sau. Ok. Ê, ghê ghê ghê. Kia là tiền đó nha. Ở dưới này có ai, có cái chai hả? Có ai đó đang giấu cái chai ở đây. Nó trông như cái mùi rất là kỳ lạ vậy đó. Có thể nó hữu ích thôi, trông nguy hiểm nhưng mà nên giữ đi. Có thể lúc nào đó mình sẽ cần. Ở đây có cái cửa bị phá. Cái bản năng động vật ở đây là cái hồi chuông cuối để mở nó hả? Cái cửa này dẫn đi đâu ta? Trông có vẻ nguy hiểm đó. Rồi lại trừ 5 điểm hy vọng. Chọn sai cái là trở nên tuyệt vọng à. Có cái cầu thang nè. Cái cầu thang này dẫn ra ngoài luôn. Tiếp tục là không có lối thoát ở cái đường cống ngầm này. Bắt đầu cái dân tà cảnh tiếp. Mình chui dưới cống lên đó hả? Thôi chui xuống làm chi? Mình này có cái gì đây? Tấm poster những đứa trẻ mất tích. À, Julia là bé Trâm nè. Họ là Ogai, là những đứa trẻ sống ở cô nhi viện này. Sẽ có một cái phần thưởng nhỏ dành cho những ai báo được tin tức gì nó. Rồi ok, cái khu địa chỉ liên lạc đây, số 22 gì đó. Cái này cần thì sau này chắc có ghi chú rồi thôi. Đây là những đứa trẻ tội nghiệp mà Anika đã nhắc đến. Người anh trai của em gái đã mất tích. Cái bản năng động vật của mình nói là sống ở cái môi trường này thì tốt nhất là cái điều này sẽ xảy ra, nên bản thân bảo vệ bản thân cho tốt thôi. Gọi là cái văn hóa đổ lỗi cho nạn nhân đó. Khốn nạn không? À, cái này nãy điểm trí tuệ của mình nó nhắc về cái đoạn hội thoại của mình với Anika nè. Rồi, đương nhiên là phải nhận cái nhiệm vụ hay xong bỏ qua được. Chơi game mà. Nhất là cái mấy cái game nhập vai nữa. Ba Gagan nữa gì? Có ba kẻ đang đứng ở cái hệ thống sửa nhiệt này, chắc là đi mà 1 2 3 đi ké cái chỗ mà tản nhiệt của người ta một vài nữa tỏi do cái sự sung túc, cái sự ấm cúng ở thành phố London này. Một trong những kẻ đó chính là Foyer Fitchett, nó hắn sống vớt vưởng trên đường này ai cũng biết thôi. Thằng này thì đang chửi về cái mà mấy cái thằng kia nó không có sửa hệ thống sưởi trên tàu của nó, nên nó phải bất vưởng ở đây để ké cái hơi nước này, ké cái lò sưởi này. Nói về cái sự chênh lệch đẳng cấp giàu nghèo khổ, thằng này nó bắt đầu than than, nó kêu mình bằng cái thằng sừng luôn. Nó kêu mình bằng cái thằng sừng luôn thì đúng là có hai sừng thiệt nha, Minotaur Gate mà. Này đi ăn từ thiện luôn à, những cái bữa súp từ thiện luôn. À, cái chỗ này nãy lúc đầu mình đi ra từ đây nè, sau xuống cái hầm đi đúng vòng qua bển. Cái này đóng cửa rồi, đây có một số cái kia. Ok lộng, cái này tôi nghĩ là tiền của chúng ta đó, nó hiển thị ở đây nè. Mình có 5 cái kia nè. Cái này cái hàng gạo điện hay gì nó sẹt sẹt nữa. Một cái hàng gạo điện cấp quân sự này thôi. Trong nó thì rất là nguy hiểm đó. Mình nên tìm cách là nghiên cứu kỹ nó nhiều hơn.
đâm thẳng vào cái hàng cầu điện này, bị điên à? Không là bò chứ đâu phải là hết đâu. Thành công. Cái dây cáp này nó kết nối một cái hộp nào đó, nó có thể là cung cấp cái nguồn điện, dù không phải là kỹ sư nhưng mình cũng biết là nó ảnh hưởng nào như thế nào. Hộp ở bên trái đây, đây đây đây, hồi nãy đi ngang có thấy đâu. Dùng cái điểm khéo léo của mình để mở khóa cái hộp này không được. Dùng cái cây phai ba nãy mình lấy cái cống ngầm á, mở được cái này. Dùng cái bạo lực thì mình đập luôn. Đương nhiên dùng cái dao ba đi. Thất bại. Rồi dùng cái bản năng động vật đi. Rồi không được tương tác lần nữa. Vậy là xịt cái là xịt luôn chứ đó. Game khổ phết đó nha. Foil chết là thằng nãy mình nói chuyện nè. Ghê ghê ghê. Cái gì ông nào nằm lắc lắc vậy nè. Cái này là hệ thống tàu điện ngầm á, ga điện ngầm á. Chưa đến giờ mở cửa, không để người lạ nào trốn khỏi đây. Wagon là dạng như cái toa xe cũ á. Rồi cái ông đeo mặt nạ người lạ đang dò mình đứng dưới đây nè. Mình đâu có trốn khỏi ổng được nữa. Ổng đang nhắc đến cái chuyện mình ở dưới cống ngầm. Làm thế nào anh biết được cái việc đó? Ngửi mùi thôi. Mùi mày thì giống như cái bản năng động vật của mình nói là mình chui dưới cống nên có cái mùi rất là hôi thối luôn. Thằng này nó ngửi được nên nó đoán được, nó biết. Chắc là mùi thiệt. Đó là ok. Hỏi nó thử rồi. Đúng rồi đó. Nó thì chắc không có từ chối cái đó đâu. Nó vẫn là nói chuyện gì với là ẩn danh rất là nhiều luôn. Cái quýt két này hả? Rồi cái dịch vụ hả? Không có cơ hội đâu. Nó bắt mình đi theo nó mà mình chống cự nữa là nó bùm mình luôn á. Hồi nãy nó có phe cây súng lục giấu trong người nó nữa nha. Thấy không? Lạng quạng là nó xử mình luôn đó. Anh ta có thể đặt một viên đạn xuyên qua cái đầu mình nữa. Xuyên qua trái tim mình trong khoảng nửa giây thôi. Tốt nhất là nó kêu mình làm cái gì mình làm theo. Để tiếp tục tự trấn an bản thân đó. Vẫn đối mặt với cơn đau đầu. Cái thằng bản năng động vật này nó nghiện rượu dữ rồi. Cực kỳ nghiện rượu luôn. Hiểu. Người tốt nhất là anh hiểu cái điều đó đi. Bây giờ mình sẽ hỏi ổng mà đưa mình đi đâu. Một nơi nào đó khiến bạn cảm thấy thoải mái. Những người cảm thấy thoải mái. Đi massage ha anh. Chỉ có massage thôi. Không có thời gian để làm nhảm đâu. Rồi ok đi đi. Hỏi mình. Cái cơn đau đầu của mình này lại tiếp tục cái gì đó. Bắt đầu than về cái căn bệnh thôi. Cái trí nhớ của mình thì đang bị mất rất là nhiều rồi. Chắc là do ăn nhậu nhiều quá đó. Hoặc là bị dính cái gì đó. Mình đã đến cái điểm là Get Lotus. Cái hoa hồng đỏ à. Đen nào. Nơi duy nhất mà mình cảm thấy như là đang ở nhà. Ok. Tổng dẫn mình đến nên thoải mái thiệt. Giờ hạnh phúc chưa? Cái cơn đau đầu vẫn đang hành hạ mình rất nhiều thôi. Mày đó bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa? Ủa mày đã cảm thấy hạnh phúc từ bao giờ? Rất là nhiều năm trước rồi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy điều đó. Chọn cái dưới là nó trừ cái điểm hy vọng của mình nữa là về tới đáy xã hội luôn nha. Bây giờ còn 25 nè. Nên buộc phải chọn cái trên thôi. Thành công. 92 thành công mà hụt nữa. Rất là nhiều năm trước. Bắt đầu hỏi về trí nhớ. Cái mà điểm trí tuệ của mình nhắc nhở về cái trí nhớ của mình. Mình đang bị đau đầu mất trí nhớ à. Bản năng động vật của mình đã lên level 13. Nhiệm vụ của cái người đeo mặt nạ kỳ lạ nó cập nhật. Nó đi đâu vậy? Cái này là cái phòng thay đồ.
mình mới có cái địa cái mà cái lá não thật á thì mình mới chọn được cái dưới, không có gì cả. Cái này không dây thừng nhiệm vụ nhiều phết đó chứ. Ủa sao cái này gạch ngang này, gạch ngang là chắc hoàn thành rồi phải không, nhưng mà phải có cái giống này chứ, sửa cái bộ đồng phục gì nữa nè. Ngừng cái người đàn ông đang tấn công cô gái đó, chắc là mình phải đi tìm mà hai cái thanh niên kia, hai cái thanh niên hai đứa trẻ mồ côi mất tích đó về cho em này nữa mới xong cái nhiệm vụ này. Bây giờ mình đang làm cái nhiệm vụ này theo chân cái người mặt nạ đó thôi, lấy cái cây mà canh quạt của người mặt nạ để lại đó, thử trốn thoát qua cái đường cống ngầm nhưng mà trốn thoát không thành công, tìm một cái lối khác thoát khỏi đường cống ngầm cũng không thành công luôn, thì sau đó mình lại tiếp tục nói chuyện với người lạ thôi. Bây giờ thì đến cái khu mà đèn lồng đỏ gì đó, mỗi đèn lồng đỏ trên cao hả, nghe như cái bộ phim của bên Trung Quốc vậy đó. Đi tắm 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 luôn. Ủa à, cộng 10 điểm hy vọng là ngon. Đi tắm hơi một cái là thanh thản đầu óc liền, tắm phát nữa được không? Tôi là dép thì là tôi dép cho đâu đó, thấy không, có cái gì nữa đây, cái cửa sổ hướng lên trên á, lấp lánh những ánh đèn xuyên qua cái khung cửa kính thôi khiến đau mắt thêm. Bây giờ thanh niên này đang order cái dịch vụ, đang tả gì cái bàn này đó. Nhìn ra khung cửa phía sau thì thấy một cái giống tên cao gết. Kentaur gết này là cái con dạng như nhân ngư á. Ủa cái gì á, nhân mã. Là nó có cái chân ngoài sau nè. Còn mình là Minotaur gết là dạng như đầu một sừng giống Ngưu Ma Dương á. Cái điểm khéo léo của mình đang nhìn cái thằng này, đang nhận định về nó. Bắt đầu mình đang dùng cái tính kỷ luật bản thân nè. Cái đội nhân mã nó thì một vài nhân mã thì cũng tử tế cho mình thôi, nên mình không có đánh đồng phán xét nó, dễ như mà phân biệt chủng tộc nó. Còn cái dưới bản năng động vật là đéo ưa luôn. Chết. Nói về cái ông bao con này, đúng là có thể tốt thiệt. Anh ấy chỉ là một trong số những kẻ hiếm hoi thôi. Tốt nhất mình nên đợi ở đây hả gì? Thôi, để nhanh tiến trình luôn đi, khói thúc lắm. Làm việc nhanh lên. Cái thằng kênh tao tiếp chiên nè. Cái ông mặt nạ đang nói chuyện với thằng tiếp viên Sanli á. Cái này là ám chỉ một người đàn ông trẻ thôi. Cái thằng này thì nó phớt lờ cái ông đó luôn, sao nó chuyển qua cái hướng nhìn bên mình. Nó kêu mình bằng con bò à, một cái lời miệt thị Minotaur Gate. Khốn nạn gì. Thằng này nó mà nói chuyện với khách hàng mà nói chuyện gì đó. Chuyện giữa tao và mày đã xảy ra trong quá khứ rồi, đừng có khiến tao phải nhắc lại, nó không tốt đẹp đâu. Còn cái điểm mà cái điểm kỷ luật của mình thì tốt nhất là đừng kể nhau đây, không kể nhau, mình nói chuyện hòa quản với nó thì sao. Chúng tôi chỉ muốn tận hưởng cái dịch vụ ở Lotus thôi, không có gì hơn. Thằng này nó khốn nạn nha, 92% nè. Bắt đầu mình nên nói chuyện này với là Bixi về cái nhân viên mới của anh ấy. Mình đi bác thằng sếp ở đây á, tí nữa anh ấy sẽ đi ra đây thôi. Còn Bixi, thằng này rồi Bixi đấy đó.
đang nhìn mô tả này, khuôn mặt dài màu vàng với một cái đồng hồ bỏ túi, cái pocket watch à, pocket watch à. Hồi xưa cái thời Anh Quốc á, mình đâu có đồng hồ đeo tay nhiều đâu, cái kỹ thuật làm được cái đồng hồ đeo tay rất là khó luôn, mấy cái móc máy móc mà chạm khắc tinh xảo á, nên thời đó cũng chưa có chuộng cái đồng hồ đeo tay nhiều, hầu hết người ta vẫn chơi cái đồng hồ bỏ túi, nhất là mấy cái đồ bằng vàng đó, thứ rất là có giá trị luôn nha. Anh em coi phim Sherlock Holmes là mấy cái phim bối cảnh Anh Quốc đó, thường mấy đứa móc túi nó hay móc cái đồng hồ đó, đó là nó đó. Cái người tiếp viên mới của bạn thì dường như là không có nhận ra tôi. Còn cái tí nữa là mình mát. Xin lỗi PC. Nhưng cái người nhân viên này nói rằng Mino Target không được chào đón ở đây. Mát vì... Nó nói em không được chào đón ở đây. Anh ơi, anh xử lý nó đi. Tại sao không? Mino Target luôn được chào đón ở đây. Giống như bao khách hàng khác mà thôi. Giống như những cái khách hàng khác. Xin lỗi, nói gì? Thằng này bố láo à. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ phục vụ khách hàng đây. Đưa quý ông này đến cái lô tết. Nè, thấy không? Cái đèn lồng đỏ này là đúng là từ Trung Quốc thiệt nè. Cái thằng tiếp viên mà dám bố láo với mình. Cái gì gắt chết là cái gì? Thật là một con máy kỳ lạ thôi, không biết nó hoạt động như thế nào. Con này giống cái con mà trực cái lò hơi nướng đó. Tiếng máy rồi hả ta? Tiếng máy là mới dạo được cái nhiệm vụ đầu tiên thôi đó trời. Kén chơi nốt cái quét nè. Xin lỗi, tôi không cố ý làm bạn bất ngờ. Rồi con này bỏ đi rồi. Con này cũng thông minh phết đó nhá. Cái thằng đeo mặt nạ đâu ta? Chỗ này mà dạng giống như mà cái nơi mà ngửi ngửi ba cái này phê thuốc đó. Anh em coi mấy cái phim mà bối cảnh Anh Quốc hồi xưa, cái dạng này như cái quán bar mà ba kính á, không có nhạt nhẽo đâu. Vô đây thì mỗi người chưa vô mỗi góc nè, hút cần đồ chẳng hạn, rồi xài thêm chích ma tí á, thậm chí 18 cộng với nhau, nó dập nhau trong này luôn. Xem mấy cái phim đó thấy nhiều lắm, nhất là cái thời ở châu Âu thì cái Victoria nè. Bây giờ thấy một thanh niên này đang ngủ thôi, đang hút một cái đi qua anh Túc hả, anh Túc là hút phiện rồi chứ gì, nói đúng rồi đó, nước dãi nó chảy gồng gồng trên áo luôn cả. Cái ví thì đang thò ra khỏi quần, bây giờ cái điểm khéo léo của mình đó nên là thọt cái ví đó đây 36% thôi, tốt nhất là học không đọc tự nhiên đòi móc ví nè. Cái này miêu tả bằng một cái ghế đó, giá là một phen mỗi giờ hả, một cái đồng tiền này giá nửa phen, cái đồng tiền là tính sao ta, 12 fan là một siêu linh, có 20 siêu linh, 12 fan là một siêu linh, 20 siêu linh là một bao, mười hai cái này là một cái này, 20 cái này là một cái này, vậy tức là mình có là 240 cái này hả? Cũng nhiều phết đó chứ. Cũng rẻ, vậy cái này thì có khoảng dài pha lên 1 giờ cũng rẻ. Bây giờ đã quá phía rồi nên hầu hết khách quen đã trở về. Đây là cái thời điểm mà cái khu đô tết này nó trống rỗng thôi. Tức là người ta ăn chơi ở đây rất là nhiều luôn. Giờ bây giờ gần sáng rồi nên nó mới vắng vắng á. Cái này dạng như cái máy mà hun khói, cái máy gì ta, cái máy phun sương á,
Nhưng mà trong này tất nhiên nó không phải xuông rồi, nó chơi ba cái dược liệu nó cho anh em hất cục với nhau thôi. Mấy cái này, những cái này nằm việc luôn rồi nè. Hai người công nhân đang thoát khỏi cái giới thực này, chìm vào những cái giấc mộng ảo của họ. Nó cũng như cái sự tồn tại vô nghĩa của họ. Chọn cái này thì cái hope của mình là nó tuyệt vọng luôn á. Giờ khi họ tỉnh dậy, họ sẽ thấy hạnh phúc nhiều hơn. Đó, chọn cái này được đăng 5 hope nè. Hút cần xong rồi đi ngủ. Ngủ gì thì đương nhiên thấy hạnh phúc rồi. Chứ hút cần mà buồn bã thêm thì đâu có ai hút làm gì. Mô tả những cái giá sách này thôi. Người lùn và một cái con robot bí ẩn. Chào buổi tối như lạ. Cái ông người lùn này đang chào mình. Người lùn thì rất là tôn trọng cái bộ gear map của họ nha. Nhất là cái bộ râu đó. Đang tả cái bộ râu nó là đôi mắt xanh. Cái này điểm trí tuệ mình quan sát, còn cái này điểm khéo léo của mình đã nhìn thấy nữa. Đó là tay và chân ông ấy đều được cơ giới hóa, tức là lắp thành cái thiết bị máy móc đúng không? Biến bản thân hình của bô luôn. Chào đằng ấy. What up? How are you, Bogle? Tự nhiên mà than than hả? Khắc phục được cái cơn đau đầu thì sẽ sáng suốt ha. Thôi, nói chuyện tử tế với ổng đi. Lên 19 luôn nè. Tôi tên là Theodore Sanchez Watt. Trong một cái băng nhóm của bộ phim. Cái hội nhóm này nói về thiên về những cái kỹ thuật và những cái máy móc phức tạp thôi. Nhưng bạn có thể gọi là tích đi. Điểm trí tuệ của mình sẽ thắc mắc về cái bộ phim này. Còn cái điểm mà khéo léo thì đại khen về cái con robot. Con robot này nó có tên không? Nó tên là Otto. Nó rất là thân thiện thôi, đôi khi thì anh ngu ngu một tí. Thân thiện với ngu ngu thì nó cũng na ná nhau rồi. Cái bản năng động vật của mình rất là thô lỗ nè, nói thẳng ra luôn. Đặt tên cho cái con robot này làm cái gì? Ok, kể con người chúng ta ai mà cũng không có lúc gọi là ngớ ngẩn đâu. Đó, nói chuyện lịch sự là phải biết đùa lễ phép vậy đó. Tôi nên gọi là Ashida này, cũng chưa được làm quen. Cái này là con Otto này rất là mạnh luôn. Còn mà Otto này nó sẽ phải đánh nhau với ai ạ? Đấm nhau, bạn muốn nói đến là cái cuộc chiến giữa của máy hơi nước hả? Rồi. Fist fight nè. Đây là cái sự kiện của dân đánh bạc. Thỉnh thoảng thì nó đấm nhau đến chết luôn. Rồi rồi. Nhưng Robo đấm nhau đến chết à. Giống là đá gà vậy đúng không? Ông này là chuyên gia trong cái lĩnh vực đó luôn. Đúng là một cái nghề nghiệp thôi. Đây nó khoảnh khắc cái buồn tẻ. Hôm nay ông rủ mình đi chơi đó nè. Ok, khi nào rảnh thì sẽ đi coi mà mấy con fit này nó đánh nhau, fit fight. Cái thằng người lạ này nó không có cho mình đi dễ dàng vậy đâu, là nó sẽ ám theo mình một lúc lâu nữa. À, mình sẽ có một số cái mảnh vụn nè, hỏi ông này cũng có quan tâm không? Nói thì cần thiết lắm. Bây giờ bán những cái mảnh vụn của mình 18 đồng, 6 cái co, 6 cái gear. Cái gear là cái này là những cái mình nhặt trên đường ấy đó. Bây giờ mình được 18 đồng á. 18S. 18S là cái này. 12B mới được 1S nha. Nên 18S này là bằng 18 x 12B á. 18 x 12 là 180 x 36 là 216. 216 cái B này mới được 18S á. Rồi, bảo trọng tiếp đi, bye bye. Tức là sau này mình nhặt cái đó mình có thể đi bán được. Thằng này mộng mơ nữa rồi. Trong cái chuyến phiêu lưu đến cái vùng đất lon này. Lại móc túi người ta ông nội này, thôi 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 thôi. Tối ngày. Thằng người lạ nó đặt cái buồng riêng tư.
những cái da B sang trọng. Thằng này nó da lên da con B con bò. Những người anh em chị em tội nghiệp của tôi đã bị lột da để khiến cho họ thoải mái hơn. Đúng nhỏ cho con bò luôn. Vô đây mà kêu dĩa bò bít tết nữa thì chắc đội màu vậy luôn. Khổ. Mà sao ông này, cái thằng người lạ này nó mời mình vô đây ta? Tưởng đâu lúc đầu nó bắt mình để đổi lấy tiền thưởng nha. Chắc bây giờ nó đang cần cái thông tin gì đó của mình hoặc là lợi dụng mình. À, anh ấy đã có thể là giết mình, sau đó đem cái đầu mình đi đổi lấy tiền thưởng rồi. Nhưng anh ấy nó không làm, nên mình đoán là mình phải nghe được cái gì đó rồi ông này. Không biết chừng nào xếp game đó, đến chơi ngủ rồi. Ok, vô việc chính luôn đi, không có gảo gảo xung quanh gì nữa. Ngồi các cảnh đó nè. 50. Mình đang ở ranh giới giữa cái sự tốt bụng nè. Cocaine, phải thiệt. Cái này anh em mà đi mấy quán bar là cái hút cái nước này gọi là shisha đúng không? Morphine là cũng là một miếng chất gây nghiện nha. Vô đây là tụi này bắt đầu hết cùng với nhau rồi đó. Trời ơi. Tự nhiên cái thằng này nó bắt mình đi hết cùng với nó. Đồng này cái thằng này nó biết mình nói chuyện với Teddy và cái cổ máy đó luôn. Bây giờ vô vấn đề chính đi. Sao anh đây đưa tôi đến đây? Chúng ta có rất nhiều thời gian để giải quyết cái vấn đề này, nên tại sao không bắt đầu từ cái chỗ này hả? Cái này là cái gì ta? Cái bản năng của mình là đang ngã về thằng này đó. Nói chuyện thì vẫn tốt thiệt, nhưng mà suy nghĩ của mình thì vẫn chưa tốt gì đâu. Vẫn đang nghi ngờ này lắm, chắc là nó muốn cái gì đó từ mình chứ không thôi là nó đem mình đi đổi tiền rồi chứ nó dẫn mình đi hết cùng làm cái gì. Tôi đánh giá cao cái sự thận trọng của bạn đó. Cái tính cách của này của mình thì chỉ cần sửa chữa là được thôi. Cái bản năng động vật đang lên tiếng cảnh báo là nó muốn mà bôi trơn của mình đó, dạng như là cái gì lấy lòng, nói chuyện lấy lòng mình đó. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cái món khai vị cho bạn hả? Anh ấy lấy một cái gói nhỏ trong cái túi áo ra và gắt nó vào cái ly trà của mình. Làm như tôi có thể dám uống nó gì đó. Chia đều một nửa, nó cũng bỏ vô cái ly trà của nó luôn, cả hai cùng uống. Ok. Đằng nào thì cũng chết à, nên uống không? Uống đi. Uống tăng 20 điểm hy vọng. Phải. Anh em thấy tác dụng có hết cùng chưa? Đi hết cùng tí là hạnh phúc liền đó. Đây nè, cái chất kích thích trong trà đã khôi phục cái điểm lý trí của mình lên, cái điểm hạnh phúc của mình lên, cảm thấy điên cuồng luôn. Rồi bắt đầu hưng hưng lên, có thuốc vô cái là hưng phấn lên đó. Cái điểm kỷ luật của mình đang quan sát thằng này, nói là cái thằng này rất là quen với cái việc hết cùng này rồi. Đúng là nhà giàu có khác, ăn chơi sa đọa. Bây giờ nói chuyện chính đi. Nhiệm vụ update là nhiệm vụ bà già nè. Bà già lâu lâu lên tiếng rồi đó. Có cảm giác là cái thằng này nó hiểu về mình rất là nhiều luôn. Cái mụ phù thủy đó, bà này bá ám cho mình đó. Mỗi lần hết cùng là thấy bà hiện lên ngày càng rõ hơn nè. Rồi lập nhảm thì đủ rồi, vô chuyện chính đi. Tôi biết một chút gì đó vậy anh. Nó là sự thật. Một phần nó là do cái mà nghề nghiệp của tôi mà thôi. Tôi đã theo dõi những người mà thằng này nó quan tâm. Bản năng động vật của mình sẽ nạt nộ nó. Sao mày dám theo dõi tao? Còn cái điểm lý trí á, công việc của anh là gì? Hỏi về cái quan điểm cá nhân này á. Cái chữ này là cái gì đó?
Cái này giống như là trong hoàng tộc hay là hoàng gia này, đúng không? Thằng này nó dạng như cái hậu duệ của hoàng tộc hoàng gia đó, một người có chức quyền quyền quý rất là cao đó. Mình bắt đầu lại suy nghĩ về cái vấn đề này nữa. Ban đầu thì nghe ấn tượng đó, nhưng bây giờ rất là khó chịu thôi. Mình mấy cái điểm này không được. Ông này đang, cái thằng này đang nhắc về cái quá khứ của mình. Biết là mình có một thằng khốn nạn ở đó. Mình đã lớn lên từ một cái trại trẻ cô nhi viện gọi là cái Caletus này. Cái gì? Tôi lớn lên từ đó cho đến khi mà tôi trộm tiền của các tu nữ và lủi ra cái đường phố khốn nạn vậy đó hả? Cúp tiền của mấy bà sơ luôn. Luôn là mấy cái dạng như là tu nữ bà sơ luôn á. Anh em xem cái phim kinh dị The Nun chưa? Nó có hai phần. Thực ra là nó dở tệ. Nhưng mà phần 1 thì có đi coi gặp nên cũng nhớ nhớ. Mình mở được cái lá bài vậy nè. Bây giờ mình có hai lá thôi đó. Cái lá này mặc định cái lá nhân vật đầu tiên mình tạo rồi. Tôi đã thu nhập được rất nhiều thông tin về cậu. Những cái điều tôi không biết chắc chắn nhất là về cái gia đình, bố và mẹ của mình. Mẹ của tôi thì giống như đã vứt bỏ tôi bởi vì bà ấy không có tiền để giữ tôi trở lại. Không có tiền để nuôi tôi. Không có tiền để chăm sóc như là thức ăn thức uống gì đó. Còn cha tôi thì đã chết hoặc là đã bỏ rơi cả hai chúng tôi. Những cái bà sơ ở cái mà cái gì cái trung tâm Galactus này không có nói về gia đình của mình đâu. Tôi không chắc điều đó, tôi không có nghĩ đến nó nhiều. Nếu nó là ký ức thì chúng ta có thể khơi gợi nó dài lên bây giờ. Nó đọc cái trí nhớ mình hả ta? Có cái chiêu đó không? Có chuyện gì đó nó xảy ra ở cái trại mà trại này gọi là cái gì ta? Cái hết dịch ra là dạng như tình thương đi, trại tình thương đi. Với sự giúp đỡ của mà cái giấc mơ đầy thuốc phiện này, bạn có thể nhớ được cái chi tiết về cái người mẹ của mình đó. Vãi thiệt. Mục đích của ông là gì? Ngược lại thì ông này tin là mẹ của mình vẫn còn sống rồi. Cái mẹ cô cái bà ấy xuất hiện ở cái nhà này. Một cái bệnh viện riêng tư ở bên Lake Town á. Nhưng mà tại sao không? Cái ông này lại tìm đến mình ta? Một kẻ lừa đảo hãy lấy cái bánh kem này đi. Tức là không có thằng nào tốt bụng mà nó đưa ra cái gì đó. Việt Nam mình có công gì đó. Không có lợi ích nào là miễn phí. Không có bữa cơm nào là miễn phí đúng không? Không có miếng bánh nào là miễn phí. Mới biết cái tên là Matilda thôi, còn họ thì sao? Mấy cái bà sơ ở cái trại trẻ mồ côi thì chưa nói với tôi về cái điều đó bao giờ. Mình có thể gợi được ký ức về cái họ của người mẹ mình. Ok. Nhưng mà tại sao ông này ông lại muốn cái thông tin đó ta? Mình mới bắt đầu khôi phục lại cái nhớ trí nhớ hả? Hay là ông đọc trí nhớ mình? Tôi không chắc mẹ của tôi còn sống. Cô ấy có thể đã quên tôi rồi. Ông này muốn mình quay về cái thời điểm đó để nhớ lại cái đó nữa. Sau này ông trả cho mình một cái giá có giá trị hơn là cái đầu mình. Tại sao? Tại sao ông cần thông tin đó mà không bớ mình đi để bán lấy tiền luôn?
thằng này nó có mục đích gì chứ sao mà tin nó được. Mình khó mà nhớ lại cái đó đó. Bây giờ nó cho mình uống một cái liều thuốc gọi là liều thuốc mơ ước đó, để truy cập vào cái ngân hàng ký ức trí nhớ của mình, nhớ lại cái thời điểm đó. Đâu có từ chối được đâu. À đây mình bắt đầu nhớ về quá khứ đây, hồi ức hả, flashback hả. Bạn đã thỏa thuận với một cái người lạ gì đó. Vô. Cái bà già này vẫn à, nói chuyện được trong đây luôn hả? Thiệt. Mình còn phải xem là cái người lạ đó muốn cái gì trong cái ký ức của mình. Đúng là nguy hiểm thiệt nha. Tại sao nó lại hỏi thông tin về mẹ của mình đó? Trong này thì nhấn tab nó không có hiện gì cả. Đã có hiện nè. Một cái bức tượng. Bức tượng này nói về mà cái sự trải nghiệm của đời mình thôi. Đây bà sơ nè. Bà sơ này đang ngồi trông trẻ thôi. Xem những đứa trẻ đang chơi chưa vừa. Đến lúc mình nên trưởng thành hơn rồi. Nên là biết cách là từ bỏ đi. Trong khi những người khác thì đang trở nên hòa đồng hơn, còn mình thì lại trở nên cô lập. Uống miếng nước đã. Bà sơ này bà nói là Atticus, mình sắp được 12 tuổi rồi. Một tuần sau thì mình sẽ được 12 tuổi. Thì cái điều đó có gì quan trọng khác biệt không? Bây giờ thì cái thằng mặt nạ nghe phiên mình nghe lời bà nói hả? Bà sơ này có một số thông tin về mẹ của mình. Ước gì là tôi nói sớm hơn cho con về cái chuyện này, nhưng mà tôi không biết điều đó. Tôi xin lỗi Atticus. Giờ nói đi, có chuyện gì mà giấu mình mười mấy năm vậy? Cái ngày mà bạn được đến đây á, thì bên trong cái đệm của mình á, thì được có thêm một cái nhẫn, có thêm một cái nhẫn của người mẹ để lại. Tức là bà mẹ mình bà đưa cho mình cái nhẫn đó mà mấy bà sơ này bà không nói, tới khi mình 12 tuổi mà mới bắt đầu nói. Còn giữ cái nhẫn đâu, bán được nhiêu rồi, giá vàng lên hay gì mà tự nhiên bà sơ nói vậy. Bà sơ đưa cho mình một cái mảnh da cụ, có một lời nhắn từ người mẹ của mình, nhưng mà không có chữ gì cả, có thể là do cái ký ức của mình bị mất, không có chữ gì trong đó cả, không nhớ được cái gì luôn. Khi mà lúc nào đến thì sẽ có cái sự thật xuất hiện thôi. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Xin lỗi để giấu cái sự thật này với con quá lâu. Cô ấy sẽ, cái này nói về bà mẹ của mình, không biết bà có trả lời không nữa. Cô ấy đã chờ đợi sau nửa năm sau và lúc đó là mình vẫn còn một đứa trẻ thôi. Cô ấy đã nhắc đến nó vào cái trong cái tờ note đó. Là không báo cái ngày hẹn chính xác luôn. Nhưng tại sao mà vẫn bỏ mình ở lại không mang mình đi? Trong khi mẹ của mình đang đứng ở cái quầy làm thủ tục á, thì nghe một cái tiếng động rất lớn ở bên ngoài. Cái tiếng động của con ngựa rất lớn bên ngoài. Sau đó mà một cái khuôn mặt hốt hoảng của ai đó. Sau đó là một cái khuôn mặt hốt hoảng của một cái chị em sơ khác ở ngoài cửa. Thì có một cái người đó xông vào. Mẹ của mình thì đang cứng đờ như một cái xác chết luôn. Rất là ngạc nhiên hả? Đó có thể là bố của tôi phải không? Tôi không biết anh ấy là ai. Và sau, bà đang làm thủ tục để lấy nhận mình về sau nửa năm á. Thì nghe cái gầm ngoài cửa luôn. Đang làm cái thủ tục nhận mình về thì nghe một tiếng động rất lớn ngoài cửa. Sau đó mình đoán là ông bố mình bị xe đâm. Còn bả thì bị một cái thằng nào đó lao vào tóm lấy là kéo đi luôn. Sau đó thì không bao giờ trở lại nữa. Chỉ có khi mình là hoài nhé, còn mẹ mình là bị mấy thằng nào bắt cóc rồi đó. Bắt cóc hoặc đem đi đâu đó.
Hồi đó mình còn quá nhỏ để có thể nhớ được cái câu chuyện quá sốc như thế này. Lúc mà mình rời khỏi cái trại trẻ mồ côi á, thì mình bắt đầu đi tìm kiếm mẹ của mình cho đến khi mình tuyệt vọng luôn, không cần tí thông tin nào nữa. Khổ. 12 tuổi. Cái bản gì đây? Cái bản này chứa mấy thông tin vô dụng như thôi. Vậy như là mình vẽ mấy cái người với cây cỏ nè, cái cầu vồng nè. Nói chuyện nữa, một cái chị em nữa. Hồi đó là mình đi còn đi đánh nhau với người ta nữa nha. Tôi bắt đầu mạnh lên mỗi ngày, da dẻ ngày càng thô ráp hơn. Thi thoảng thì tôi mù quáng trong vài phút rồi thôi. Đó, mình nói chuyện đàng hoàng đi. Hồi nhỏ mình dễ trâu thiệt đó. Đến lúc mà phải coi cái dòng máu của mình có khả năng đặc biệt gì hả? Mình là Minotaur mà. Mình sắp lên tuổi thứ 13 rồi. Khi đó thì mình sẽ bỏ trốn khỏi cái nơi này để tìm một cái nơi tốt đẹp hơn. Con là một cái Minor Target, luôn bị cái bạn bè bắt nạt và chê trách cái dòng máu đồi tệ của mình nói rất là kinh khủng thôi. Nhưng bù lại mình có năng khiếu là phép thuật rất là nhiều, có thể phát triển tài năng lên nếu mình chịu học cái rồi những cái kỹ năng Target, là những kỹ năng lá bài này. Khéo léo là quan sát bà sơ này báo rất hết cái vụ mà chơi bài như thế này đó. Bắt đầu múa bài cho mình coi nè, đang giải thích cho mình tinh thần vật chất rồi đó. Cả cái ông đeo mặt nạ cũng giải thích cho mình về cái khả năng mà điều khiển bài phép gì đó. Cái bản năng động vật của mình thì lại từ chối, nó muốn cục súc hơn, nó muốn đánh nhau hơn, còn điểm trí tuệ thì rất là thích cái vụ này. Chọn mà bậy bạ là lọt chỉ số thiệt á. Ngoài ra cái này của mình đang thất cùng mới được 70 điểm nè. Đó, 70 điểm nè. Hồi nãy 50 thất cùng cộng 20 nó mới được đó. Chứ không thôi là giờ đang tuyệt vọng đến khi tự sát rồi. Rồi sau đó giọng cô ấy bỗng nhiên trầm thấp một cách kỳ lạ, cực kỳ kỳ lạ luôn. À, đang giải thích về cái phép thuật cho mình thôi. Cái này là ngũ quan của mình: thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Tương ứng với năm cái nguyên tố trong thiên nhiên đó là hỏa, khí, thủy, thổ. Và cái này là cái gì ta? Cái này tôi không biết. Nè, Aida là cái gì tôi không biết. Aida là một cái dạng năng lượng nào đó. Nó giống như là cái nhịp tim đập của mình qua từng nấc. Nó hòa lẫn giữa cái vật chất tâm hồn và ý thức của những cái sinh vật có cái dòng máu huyết quản chảy trong người. Trời ơi, bây giờ đi giải phép mà. Có khi sau cái vụ này mình biết được sai phép luôn á. Rồi ok. Để nói chuyện về mẹ mà. Giờ mình thư giãn, thoải mái đầu óc tí. Mình nhận được cái lá bài mới nè, mục sư nè. Có thể tạo được cái ảo ảnh bây giờ nè. Đó, sau khi trò chuyện với bà nãy giờ bà sơ dạy mình đó. Bây giờ đã học được phép mới. Ok. Trí nhớ của mình thì vẫn còn nguyên vẹn thôi. Chỉ là mình không nhớ được gì nó, nhưng nó vẫn tồn tại trong cái đầu mình. Đã đến lúc mình thức tỉnh rồi. Vậy thôi, bên này nó có con teddy bear. Cái đồ chơi hồi nhỏ của mình, nó đã mất một con mắt. Cái này cái tủ đồ giường của mình thôi, nên đặt vài vài cái trang sức trong đó. Cái gì đây?
Khi đến nửa đêm thì mình sẽ tròn 13 tuổi. Cha của Sono, cha của mà Panko á, thì đang giữ cái số tiền của cái dạy trẻ mồ côi mình, dạng như cái tiền quỹ gì đó, ở trong cái văn phòng riêng. 43% mình nên đến đúc vào trong đó à? Thành công luôn kìa. Lặng lẽ như một bóng ma. Còn cái này, này hộp chứa đồ vậy thôi. Như này là sao ta? Thằng Fighter này dạng như thằng bạn của mình. Con bé này đang nói chuyện với mình á. Nó biết mình đi ăn trộm tiền của mấy bà sơ, nên nó phiên căng mình. Hồi sáng thì pha cô gà đánh mình. Do đổ mực lên áo mà đi đánh nhau như thế này đó. Va chạm nhẹ với nhau mà gắt gỏng quá vậy. Thôi đi thôi, ngủ tiếp đi cháu. Đây, còn cái hộp chứa tiền nè. Đủ cho mình bắt đầu một cái cuộc sống mới cho bản thân. Đúng là đi trộm tiền mấy bà sơ thiệt. Nó ăn ở làm sao 13 năm người ta nuôi cho đứa đi, đi trộm tiền, trời ơi. Đâu, có ai xuất hiện người phía sau lưng mình kìa. Cái điểm mà khéo léo của mình nghe được cái tiếng gì ở sau lưng. Một á là mình nhảy qua cái cửa sổ ở đây luôn. Còn cái điểm khéo léo nói là có khả năng gãy chân á. Nhảy đi. Một giọng nói ở phía sau, một cái hình dáng dần dần hiện ra từ bóng tối. Bà sơ này bà nhận ra mình rồi. Thôi đi trộm tiền nó sẽ làm cái hội này rất là đau khổ. Cái hội gì, hội này hồi nãy gọi là cái gì ta, hội tình thương rất là đau khổ luôn. Những cái ngày cực khổ mà ngồi dệt từng cái áo cho những đứa trẻ ở đây khổ thiệt. Cái ký ức này đã bị vặn vẹo khi mà mặc cảm tội lỗi của mình nó hiện ra. Để ngăn chặn cái hành vi này xảy ra một lần nữa, nên mình bắt đầu phai mờ về cái ký ức trong quá khứ rồi đó. Cái này gọi là sự cắn đứt lương tâm mà. Cắn đứt lương tâm. Xin lỗi sơ nhưng không còn cách nào khác đâu. Tôi cần số tiền này để bắt đầu đời của tôi. Xin lỗi sơ, không có chịu chọn rồi nữa. Thôi đi thôi. Nhảy ra cửa sổ. Ngầu đét ha. Hóa ra mình trộm tiền bà sơ thiệt á. Trời ơi. Khi còn bé tôi đã nghĩ rằng tiền là quan trọng nhất trong cuộc sống. Bây giờ đã già rồi, tôi biết rằng nó vẫn như vậy. Hồi xưa nghĩ có tiền là có tất cả, bây giờ đúng là có tất cả khi có tiền. Ủa, qua chương 2 hả? Rồi, hôm nay ngừng để đây thôi anh em. Chơi cũng gần 2 tiếng rồi. Mới là xong cái phần giới thiệu nhân vật Minotaur Gate đầu game mà. Với một số cái về gameplay, học được cái phép ảo ảnh đầu tiên. Nhưng chưa có cơ hội xài. Thì có thời gian thì sẽ tiếp tục thử qua con game này. Nó rất là thú vị nha. Mỗi tội chữ hơi nhiều thôi. Anh em xem thì chắc là buồn ngủ á. Bây giờ cũng 1:30 sáng rồi. Sáng 7 giờ đi làm nữa. Mai thứ bảy vẫn phải đi làm nha. Hôm nay chứ hôm nay thứ bảy. Tới ngày 15 thì con game này sẽ ra mắt. Lúc đó anh em có thể trải nghiệm thử. Tôi thì mới xong cái chương 1. Chơi gần 2 tiếng đồng hồ. Rồi, ok, bye bye anh em.